Năm nay, huyện Châu Thành được chọn làm điểm để tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đến dự có Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Trang Úc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2024, huyện Châu Thành đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có 130 thanh niên ưu tú nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và 37 tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 1,59%, 100% tân binh đều đạt sức khỏe tốt, tự tin và phấn khởi lên đường nhập ngũ. Thay mặt cho các công dân huyện Châu Thành lên đường nhập ngũ, chúng tôi khẳng định quyết tâm huấn luyện tốt, rèn luyện để trở thành người quân nhân mẫu mực ưu tú, trở thành sự tin yêu của gia đình và nhân dân huyện Châu Thành anh hùng. Lên đường nhập ngũ là niềm vinh danh, tự hào. Bản thân tôi sẽ luôn cố gắng qua những khó khăn, sớm hòa nhập và gắn bó trong môi trường quân đội và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ra sức học tập và rèn luyện chấp hành mọi kỷ luật trong môi trường quân đội. Và nếu có điều kiện thì tôi sẽ gắn bó lâu dài trong quân đội. Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo địa phương tặng quà chúc mừng động viên tân binh. Truyền thống quê hương, niềm tin của người thân, gia đình sẽ tiếp thêm nghị lực để các tân binh vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc.